Ngày mới đang ngắm mèo xinh xinh đi trên con đường chợ. Chợt thấy bông giang em anh đi đang đi đến gần. Ai gõ chuông vậy ta? Ai vậy? Ủa, chào chị. Ủa anh Lai vậy? Bất động sản vậy? Ủa bất động sản kiếm tôi làm gì ông nội? Hôm nay tới ngày hạn giao nhà chị ơi. Giao nhà gì? Nhà chị bán gì vậy chị? Nhà nào bán ông nội? Riêng ở nhà tôi ở bán gì? Thôi chúng khác chơi đi, có giỡn nha. Để đi. Cái gì? Để giấy tờ có gì đó chị. Ở gì? Điên. Trời ơi, cái thằng điên. Chứ không có nhà của người ta kêu bán. Gảnh quá. Cái gì mà hoài vậy? Cái gì hoài vậy thằng ông nội? Hả? À, giấy tờ đây nè. Chị là... Giấy tờ gì? Chị tên Nguyễn Phạm Liễu đúng không? Chị đúng là tên tôi đó. Cái gì hợp đồng bán nhà gì? Cái gì là sao chị gì cái hợp đồng bán nhà đó vậy? Cái này chị là người ký tên nè, Nguyễn Thị với tư là người làm chứng nè. Chị coi lên là Nguyễn Thị Bích Tư làm chứng. Đúng rồi. Rồi. Đấy. Anh đợi tôi xíu, đợi tôi xíu. Alo. Alo, gì bà nội? Bé Tư hả? Em bé Tư nè. Nhà của tao vừa ký bán gì đó vậy? Ủa? Chị gì vậy? Ta tới hả? À, chị ký bán cho tao đi nghe. Ờ, hai vợ chồng đang đi du lịch, bận lắm. Alo. Alo. Alo, bé Tư. Sao chị? Là sao? Chị gì tao biết đâu trời, nhà của tôi sao ai ký bán đâu, tôi không có bán. Bên em đã chuyển tiền cho chị rồi. Em cho chị từ đây tới chiều. Chị dọn ra khỏi nhà để em lấy nhà. Ê, đừng có giả danh ở đây mà vô cướp nhà người khác nha. Giả danh gì? Tôi cho chị kêu công an, kêu gì, kêu giấy tờ đầy đủ nè. Ký tên rõ ràng đây nè. Tôi không bán, em có bán nhà gì đâu anh, nhà của em bán gì? Chuyện đó là tôi không cần biết, nhưng mà giấy tờ của anh, bên tôi đã chuyển tiền cho chị rồi. Anh ơi, chắc có một cái gì đó sai phạm, sai lầm ở đây hay là gì đó, cái gì có hiểu lầm ở đây chứ. Em có bán nhà đâu, có điên đâu, nhà em bán nhà rồi mà ở đâu? Không có sai lầm đâu chị ơi, giấy tờ rõ ràng nên mà sai lầm gì. Vậy nha, chiều dọn ra, chị tranh thủ dọn đi rồi thì em đợi cái nhà nha. Chào chị. Anh ơi, trời, mấy Tư ơi là Tư, sao mày báo cái gì Tư? Ôi là trời, mấy Tư phải làm cái gì vậy trời? Thay bao quý khách vừa gọi chuyện đang đi du lịch, xin hẹn quý khách lại một ngày sau. Bye bye. Tích. Alo, mày đang giở mặt với tao hả Tư? Tao biết là mày đang nghe máy, mày sợ đúng không? Mày bắt máy thì tao coi. Thay bao quý khách vừa gọi hiện đang bận đi du lịch. Bạn con mắt của mày, mày đang nghe máy gì nữa? Mày giở mặt với tao đúng không? Tích. Hả? Tích. Alo. Ôi là trời, con cái con này nó làm cái gì vậy trời? Chứ tao mới tưởng cái giờ nhà của mình bị cái đi bán là sao vậy? Kiên anh Lai mà đưa anh đưa nhà tôi vậy? Ủa anh Lai, tôi bảo quen à. Nhà này là nhà tôi mà chưa làm gì? Hồi sáng tôi nói chị sao? Tôi cho chị từ sáng đến chiều mà giờ này chị còn nằm đó chị ngủ nữa. Anh ơi, anh có sao không anh suy nghĩ lại không anh, chứ nhiều khi là có một cái sự hiểu lầm nào đó đây thôi, chứ nhà này nhà của em mà em hình của em chị em thường cái thấy không? Hiểu lầm gì chơi, tiền đưa nó chuyển cho chị rồi. Giờ tôi phải lấy nhà, anh hiểu không? Anh cho em hồi nào, em có thấy gì, em có gì đâu. Tôi không cần biết.
em có thấy được ngàn nào đâu, chỉ cho em. Anh đẹp trai, em có thấy nào mà anh đã để cho thời gian sắp xếp rồi chứ linh ùn cái bất ngờ quá như thông em, và anh đuổi em về biết đi đâu bây giờ? Bây giờ tôi lấy nhà để tôi bàn giao nhà đó cho người khác, chị hiểu không? Bên kia người ta cũng hối tôi. Anh trai ơi, anh có thấy nào mà anh xin cho em một ngày được không? Chứ giờ em, chứ giờ anh đuổi em đi em đi đâu được? Anh thấy em sao? Cho em một ngày thôi nha. Ở lại ngày mai anh dọn. Không thấy cũng được đó, ok đó. Dạ. Anh. Đi đi bà nội. Anh trai, anh cứ đây. Sao mà anh phủ vàng với người đẹp đi anh? Phủ gì chơi, nhà tôi mua rồi mà phủ cái gì mà phủ? Anh cho em một ngày để sắp xếp chứ bây giờ anh đuổi em đi vậy biết đi đâu giờ anh trai. Thôi, đi, không có năn nỉ chứ. Vậy nha. Anh ơi. Ôi giờ. Giờ sao giờ? Trời ơi. Giờ biết đi đâu về đâu giờ trời. Sao mà tự nhiên cái mày báo quá báo rồi bé Tư ơi, giờ mày mà hại tao về nhà tao ở giờ. Ôi sao mà xui vậy trời. Bây giờ nhà đâu ở bây giờ thiệt. Trời đất, đánh thằng đi đụng mày đuôi cái thằng quỷ yêu. Mày chạy kiếm ông nội ngoại mày chạy dữ vậy? Trời ơi. Nghe mất trơn luôn rồi. Mày thấy dụng nước không? Ôi. Cho nó nghèo ngồi xui nữa. Nhà nước nôi vậy không giờ sao? Trời ơi, nhắn mắt mày rớt thì khó. Mày đi đâu cũng đem ngay để theo chứ người. Chảy đau ông nội ơi. Chứ tôi chán rồi quá. Chán gì? Làm biết gì? Nghe gì? Nước quá ơi. Ủa gì anh ơi? Rồi em trai 27 anh ơi. Rồi ok anh. Nước chưa? Có nước chưa anh ơi? Alo. Bạn hả? Ừ, tôi mới về Vĩnh Đâu nè. Bạn đón tôi đi. Tôi đang ở cà phê ngã tư nè. Anh ơi, mình dùng nước gì nha? Cho em chai gì tim nha. Dạ. Rồi, ra đón đi nha, liền nha. Rồi. Ê quen. Anh Sơn. Sơn nóng. Người quen lắm. Mày ảnh ông ta. Anh. Giờ đông này quen quá hả? Ai mà quen. Anh phải anh Sơn thống không anh? Anh uống nước gì em bao anh uống nha. Lấy em bao uống nha. Em cứ gửi lại mời anh kết bạn với em nha. Anh Sơn thống á. Sơn thống lại. Trời ơi, sao biết gì vui đó. Người ta là diễn viên nổi tiếng cũng không biết nữa hả trời. Diễn viên. Ừ. Ôi bà nói thiết lắm hả? Trời ơi, mạng là ảnh đập gồ luôn á. Vui quá. Là đóng phim á hả? Ừ. Bà nói tiếng cọc ngoài đời. Gì trời, gì? Ê, bà đi đụng với idol kìa. Có đi đâu lạ? Trời, idol, nó không lạ. Trời ơi, mấy con mẹ gì idol.
Trời tưởng, tôi tưởng đâu là cái tưởng là cái người đâu phát cái gì cho ăn ngay nhà trời, tôi hâm mộ quá chớm. Mà này mới ở đâu du duyên với trời luôn mà nổi chơi cột chơi. Ôi là đóng phim đó hả? Tôi thiện ăn cơm cho ba ăn. Anh đóng phim hả? Đúng rồi, em có gì không em? Anh đóng phim gì? Anh đóng phim gì á thì tự em lên mạng mà mình tìm đi nha. Chứ anh là người nổi tiếng mà. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ ai cũng biết anh chứ. Bởi vì người nổi tiếng có khác ha. Đúng rồi. Những cái là hả? Ủa là nổi tiếng là phải chảnh gì đó hả? Đợi em chờ đợi hả? Ra đường là phải sang chảnh. Nổi tiếng người ta phải thân thiện lên xíu. Nổi tiếng mà chảnh quá ba. Tưởng đâu là cái gì ai làm gì mà má này làm gì cũng là dầm đi ra gặp cha gặp mẹ, gặp cha gặp mẹ thì má còn chưa la nữa. Không có gì phải la ông nội vậy. Trời ơi, nội đâu ra vậy. Nên tao đi coi đồ tao mừng quá để tao bút lên. Bút lên mạng ra. Ốp ốp cái tấm hình nó lên liền mới được. Ồ, tao chụp má tấm nó mừng quá trời nè, coi nè. Diễn viên nổi tiếng. Hôm nay gặp anh Sơn Lai luôn mày. Nổi tiếng. Quá trời Sơn Lai luôn. Alo, bé Tường hả? Em nè, sao chị điện em hoài vậy? Trời ơi, tôi vậy, bây giờ ở nhà tôi ở giờ. Thì coi như mượn tạm chị đi, rồi giờ chị thuê nhà trọ chị ở tạm đi. Sao ông làm vậy hả? Bị đuôi hả? Xin lỗi nha. Đi lỡ đạp chúng. Xin lỗi gì, xin lỗi. Trời cái vô tôi gì mà ông đạp lên mà ông la xin lỗi. Ây da, ây da, đâu, đâu, ây da. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da, luôn rồi. Cái vô tôi gì mà ông đạp lên vậy đó. Ông bỏ ông diễn viên muốn làm gì ông làm hả? Hả? Ông làm sao? Nghĩ do tôi này à. Ôi da, đâu anh? Ủa em ơi, anh lỡ đạp trúng chút xíu rồi mà đâu có gì đâu mà phải nghĩ dò em. Một chút xíu. Bảy thứ thiệt chứ. Anh nhớ đạp mà bây giờ á, giờ ông tính sao? Giờ ông nghĩ sao ông đạp vô tôi vậy hả? Cái chắc nó sưng rồi vậy hả? Không, thấy nó còn bình thường mà. Nè, em có cái giò nó sưng lên gì mà không nghĩ sao mà bình thường. Đàn đều giới, đâu có thấy gì đâu. Thế đây nè. Sưng một cục luôn, thấy không? Anh thấy là bình thường, đâu có sưng đâu. Bây giờ tôi chụp hình lại. Đây là mọi người nha, đây là mọi người nha. Vì diễn viên nổi tiếng nha mọi người nha. Là tạo đờ đam me. Với lại fan hâm mộ. Đó, mỗi ngày tôi đăng lên tôi quốc ông không biết. Bà đăng gì đó, đúng vô chữ bà. Đúng rồi đó. Nổi tiếng. Ủa mắt bị chửi. Ai có đạp vô nhẹ bà nói là ốp phốt người ta. Ừ. Cái này là không ốp phốt, cái này là đang nói sự thật. Nghĩ sao cái vò tay nhưng mà đạp. Bây giờ tôi không biết ông làm sao ông chịu chịu đi. Mắt thì người ta xin lỗi bà thôi chứ mà muốn đổ vô. Mọi người đây mọi người có chứng kiến đàng hoàng không? Mình đi lỡ đạp chúng thôi. Chứng kiến gì? Anh có đạp đúng rồi, anh có đạp. Nhưng mà anh đạp nhẹ à. Đạp nhẹ đâu có nỡ mà gãy vò đâu đúng không? Phải là làm như là mà làm như là ai đổ tôi lại xe lưu vậy. Cái ngang gãy vô bà. Bà nói thì người ta xin lỗi bà thôi. Anh đừng có đạp, anh nói qua đạp em cũng được, em chấp nhận cho anh. Ôi nha, em nằm trong anh bước qua ngang mình em đi anh. Sao làm cũng không mà được nha, anh kia. Ôi, nghĩ sao tao lấy giấy, bà quýnh vô rồi. Rồi, xin lỗi nha. Ây, trời ơi, đau bà, đau quá đau. Bây giờ mấy anh giải quyết gì? Bây giờ sao không biết sao, bây giờ giải quyết giùm đi chứ giờ cái này lập ổn đâu. Bây giờ muốn gì, nói tiếng đi. Giờ sao, giờ, bây giờ. Là bây giờ á, ông đưa tôi đi khám đi chứ bây giờ cái vô tôi gì sao tôi đi dạ đau quá đau rồi. Ốc tiền hả? Mấy đứa có gì đâu mà đi khám. Đúng rồi. Mọi người thấy bình thường đúng không mọi người? Không có gì luôn. Đúng không? Anh Sơn luôn. Bà ấy ta nói diễn viên mà diễn cái gì cũng được chứ. Cái vò đặc biệt mà nó đồng nào đạp lên giờ sưng lên. Cái vò nào mà mạng giới đúng rồi vậy. Biết rồi, tôi thấy bà diễn còn hay hơn diễn viên. Thì muốn cho chị liền. Bà đi làm đi. Không, mà nói là tôi bước cũng giới một cái cho bạn nhớ nha. Ây da. Bà diễn hay thì diễn hay thì giỡn. Đau quá đau. Diễn hay không rồi. Đau lọt ra nữa hay rồi đâu. Bây giờ anh không biết nhiệm nhiệm phải không? Chị nhiệm đi, tôi xin lỗi rồi. Tôi đưa hình lên báo. Tôi đưa hình lên báo. Ây da, đau quá. Bây giờ con muốn nhiêu? Muốn nhiêu em mới biết cho chị lòng hảo tâm. Tao biết nhiêu. Làm nhiêu được rồi, phải làm nhiêu phải đi từ thiện. Từ thiện. Cũng nhà tay đang có lỗi. Nhớ tình. Tao bỏ bớt quên trên xe rồi. Hả? Tao đưa số tài khoản đi, chuyển khoản cho. Trời trời. Ôi được rồi, không có mã.
Rồi cảm ơn nha. Có lỗi nha. Bao nhiêu hết đâu lẹ chị? Chị ơi. Chị ơi. Có tiền thì thuê nhà ở nè. Hết đâu lẹ chị? Vậy. Hết đâu lẹ. Đúng rồi. Kệ chị. Trời ơi. Trời ơi, mấy cưng hâm mộ cho cố vô đi. Mà này má làm tiền hay dữ thiệt chứ.